ghét bé La Vi, mẹ Mai Phương lại làm điều tồi tệ này với Trương Bảo Như, khiến cho cô không thể nào nhắm mắt. Bà Minh Tâm cho biết đã gửi đơn kiện Trương Bảo Như lên Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ khẳng định sẵn sàng hầu kiện. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Trương Bảo Như, bạn thân của diễn viên Mai Phương đã bày tỏ sự bức xúc sau khi xem một đoạn video liên quan đến việc ông C, bà Tâm, bố mẹ của Mai Phương đã trao đổi với luật sư Mai Tiến Luật, bày tỏ mong muốn đưa cháu ngoại La Vi về nuôi, trong khi bé đang được bố đẻ là ca sĩ Phùng Ngọc Huy giao cho hai bảo mẫu chăm sóc. Như nói, không bao giờ quên được ánh mắt bất lực, sợ hãi của Mai Phương mỗi khi mẹ đến gần những ngày cuối đời. Cô khẳng định có đầy đủ những chứng cứ chứng minh rằng Mai Phương không bao giờ muốn mẹ chăm sóc và không bao giờ muốn giao bé La Vi cho bà ngoại. Bảo Như cho biết, trước đây khi bé La Vi ở với ông bà ngoại, bé không được chăm sóc chu đáo. Những lúc Phương đi diễn phải giao cho ông bà ngoại chăm sóc, nó không an tâm một chút nào vì không nhờ được ai khác. La Vi đi học mẫu giáo mà người hôi thối do nhiều hôm không tắm, đến nỗi giáo viên phải lên tiếng than phiền. Đến cả trợ lý cũ của Mai Phương còn nhắn tin để than phiền với tôi về việc La Vi không được tắm gội. Cô chia sẻ. Ngoài ra, Trương Bảo Như còn tiết lộ nhiều điều không tốt đẹp với đời tư của bà Tâm, đồng thời cho rằng Mai Phương bị mẹ bạo hành lúc sinh thời. Trước những lời tố cáo của Trương Bảo Như, chia sẻ với báo chí, mẹ của Mai Phương đã bức xúc. Trương Bảo Như và nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz đang chà đạp đến danh dự của gia đình tôi. Tình người ở đâu khi chơi thân với con tôi mà lại chà đạp lên bố mẹ của bạn như vậy? Quá là mất đạo đức, quá dã man. Bảo Như không hề có lòng tốt vì sự ích kỷ cá nhân như là chia cắt ông bà ngoại với cháu để cho bé La Vi sống trong cảnh mồ côi cùng với hai cô bảo mẫu. Như đã lên tiếng tố cáo, xen vào vụ việc để đánh bóng tên tuổi, thể hiện là mình là người tốt, tăng lượng khán giả yêu mến lên. Bà Tâm nói. Bà Tâm khẳng định Trương Bảo Như không chỉ chà đạp đến danh dự của gia đình bà bằng những thông tin không đúng sự thật mà còn cắt ghép clip để cho khán giả nghĩ rằng bà đang chửi con. Tôi đã làm việc với công an quận, thành phố để họ làm rõ rằng video tung lên sau khi Phương qua đời là tôi đang chửi ai. Rõ ràng tôi chửi một người đàn ông đang xông vào nhà tôi bất hợp pháp, nhưng Như và mọi người đã gài bẫy và cắt ghép sai sự thật. Tôi đã kiện Như lên tòa án quận. Công an đã gọi Như đến hỏi cung. Chỉ có kiện tôi mới có thể lấy lại được danh dự cho mình. Bà Tâm bức xúc. Bà Tâm đã phủ nhận mọi thông tin từ phía của Bảo Như về đời tư, đồng thời khẳng định không bao giờ bạo hành con gái như là bị tố cáo. Trước động thái của bà Tâm, diễn viên Trương Bảo Như đã nói với báo chí. Tôi biết việc bác kiện thì cứ làm theo luật, tới đâu thì hay tới đó. Tôi không làm gì cắn rứt với lương tâm mà tôi phải hối hận. Tôi sẵn sàng hầu kiện. Cô nói. Trương Bảo Như chia sẻ trước đây, cô không muốn lên tiếng về đời tư của Mai Phương để giữ hình ảnh cho bạn. Nhưng hiện tại cô không thể nào chịu nổi những câu chuyện sai sự thật từ bố mẹ của Mai Phương. Nếu không vì tương lai của bé La Vi, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến gia đình của Mai Phương bất kỳ một phút giây nào. Tôi đã từng bị nhắn tin, bị chửi rủa rằng đang PR cho bản thân, nhưng chưa một lần tôi lên tiếng. Lần này tôi ra mặt vì tuổi thơ và cuộc sống của bé La Vi. Nếu như tôi không nói, câu chuyện sẽ đi xa theo chiều hướng thiếu tích cực. Cô chia sẻ. Bà Tâm, mẹ của Mai Phương cũng nhấn mạnh, dù Phùng Ngọc Huy có lên tiếng cho rằng đã ủy quyền hợp pháp cho hai bảo mẫu chăm sóc bé La Vi, thì bà vẫn sẽ kiện đến cùng. Bởi vì ai nuôi La Vi cũng được, miễn là không phải hai cô này. Luật sư Mai Tiến Luật, đại diện pháp lý của bố mẹ Mai Phương cho rằng, việc cả hai bảo mẫu không đưa ra được căn cứ hợp pháp về việc họ trông giữ bé La Vi là một hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Các bạn đang lắng nghe bản tin của kênh Lóng Lánh TV. Mời các bạn hãy cùng xem lại những hình ảnh của bé La Vi từng ngăn không cho mẹ Mai Phương hát nhạc buồn, khiến ai cũng xót xa. Việc tranh chấp quyền nuôi dưỡng bé La Vi hiện giờ vẫn đang thu hút sự chú ý từ phía của cư dân mạng. Mọi người đều mong muốn bé sẽ sớm nhận được sự chăm sóc tử tế từ người thân. Vì đây cũng là tâm nguyện và nỗi trăn trở mà trước khi từ giã cõi đời Mai Phương đã canh cánh trong lòng nhất. Cho đến thời điểm này, những hình ảnh của Mai Phương và con gái vẫn khiến cho nhiều người rơi nước mắt. Mới đây, một đoạn clip của Mai Phương và bé La Vi đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cho nhiều người xúc động. Trong đoạn clip này, Mai Phương đang ngồi cạnh con gái để hát live dành tặng cho khán giả. Có thể thấy thời điểm này nhan sắc dù có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp và hạnh phúc. Điều đặc biệt mà nhiều người chú ý đó là hành động của bé La Vi với mẹ. Cô bé đã liên tục lấy tay che miệng mẹ lại, không cho mẹ hát một ca khúc buồn. Mai Phương cũng nói rằng, không cho hát nữa rồi, La Vi không cho hát nữa rồi mọi người ơi.
Có vẻ như bài hát nhạc buồn nên cô bé sợ mẹ sẽ buồn theo nên đã ngăn cản. Những hình ảnh vui đùa của mẹ con Mai Phương trong đoạn clip khiến cho nhiều người xem cay mắt bởi vì tình mẫu tử ấm áp. Sau khi Mai Phương mất, mọi người đều chú ý đến bé La Vi vì cô bé còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này. Cô bé mới chỉ 7 tuổi nhưng đã phải sống thiếu tình cảm của mẹ và hơn hết, thời nhỏ cô bé vẫn không sống với cha. Ở thời điểm hiện tại, cô bé vẫn chưa biết mẹ mình đã mất. Cách thời điểm Mai Phương qua đời 3 tuần, La Vi vẫn thường xuyên hỏi thăm mẹ đang ở đâu và khi nào mẹ sẽ về. Những lúc như thế này, mọi người xung quanh đều phải mang đồ chơi ra để dụ dỗ, nhằm mục đích cho con quên đi và bị thu hút bởi việc khác. Có những lúc cô bé ngồi chơi với búp bê và nói: "Bây giờ La Vi là mẹ, bạn búp bê là La Vi nha." La Vi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ lên thiên đàng rồi phải không mẹ?" Mẹ trả lời: "Mẹ lên thiên đàng rồi con." La Vi nói tiếp: "Rồi khi nào mẹ về với con? Vài ngày nữa mẹ về với con nha mẹ. Lâu lâu con lại thốt lên: con nhớ mẹ quá." Những cuộc trò chuyện tự do La Vi tưởng tượng thể hiện những mong muốn của cô bé. Trong thời gian này, La Vi ở với cặp vú song sinh mà Mai Phương lúc sinh thời đã tin tưởng. Được biết khi còn sống, Mai Phương đều rất bận rộn, cho nên đa phần bé La Vi được hai người bảo mẫu chăm sóc. Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng thông báo về việc ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc bé La Vi trong thời gian đợi anh trở về nước. Sau đây mời các bạn sẽ cùng lắng nghe xem rốt cuộc thì bé La Vi đã được hỗ trợ bao nhiêu tiền sau khi Mai Phương qua đời mà khiến cho ông bà, bố mẹ của Mai Phương đã phải liên tục tranh giành cháu về để được quyền chăm sóc. Nữ diễn viên Mai Phương ra đi ở độ tuổi 35 để lại nhiều xót xa và bàng hoàng trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và công chúng. Mai Phương qua đời khi con gái của cô chưa tròn 7 tuổi, bé chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ và hiện đang sống trong hoàn cảnh không biết sẽ về ở với ai vì những ồn ào tranh cãi của người lớn. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ốc Thanh Vân, người chị thân thiết luôn bên cạnh Mai Phương, đã có những chia sẻ đầy xúc động về nữ diễn viên quá cố cũng như tình hình hiện tại của bé La Vi. Ốc Thanh Vân cho biết, cô muốn buông bớt cho nhẹ đầu. Thực hiện theo lời hẹn ước với Mai Phương lúc sinh thời, Ốc Thanh Vân đã cắt tóc ngắn giống người em của mình và hiện tại mỗi lúc vuốt tóc đều nhớ tới Mai Phương. "Em ơi, nhìn chị này, chị có hẹn cắt tóc giống em. Để em khỏe lại, mình mặc đồ đôi giống nhau. Giờ vuốt tóc là chị nhớ đến em." Ốc Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ. Ốc Thanh Vân đã cắt tóc ngắn giống Mai Phương đúng như lời hẹn ước khi người em thân thiết vẫn còn sống. Về bé La Vi, Ốc Thanh Vân cho hay sẽ luôn bên cạnh và lo lắng cho bé bằng tất cả sức mình, cùng với mọi người luôn luôn kề cận Mai Phương. Ốc Thanh Vân mong công chúng hãy yên tâm, hiện tại bé La Vi vẫn đang sống an toàn và được chăm sóc tốt. Đặc biệt, Ốc Thanh Vân còn chia sẻ rằng cô không muốn ông bà ngoại của La Vi bị công kích và có lẽ Mai Phương cũng vậy, dù những giận dữ là có lý do. Họ lớn tuổi rồi, họ cũng mệt rồi. Mọi lời kể tội, giải bày hay là giải thích bây giờ không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là La Vi. Con gái La Vi cho biết, không thích chút nào nhưng bà cứ bắt đọc hội thánh vào buổi sáng khi đang buồn ngủ, mẹ Phương mệt cũng phải nghe. Một clip quay trộm một đứa bé khi đang chơi đồ chơi, trẻ con thì không biết nói dối. Tất cả lời kêu gọi dành cho bé La Vi đang được nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng sự việc bà vì cuồng đạo mà đã đối xử không tốt với bé La Vi cũng như là mẹ của bé La Vi là Mai Phương là sự thật. Ốc Thanh Vân đã gửi gắm lời yêu thương đến Mai Phương rằng hãy đi theo gió nhẹ nhàng và hiểu tâm can của mình, soi sáng cho những người thân yêu thông suốt để hành động đúng. Vào tháng 4 năm 2019, tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Mai Phương đã trình diễn mở màn cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Đức Vinci. Phần trình diễn của nữ diễn viên đã diễn ra trọn vẹn với những bước catwalk tự tin, vượt qua những khó khăn, đau đớn của cơn bạo bệnh. Sự xuất hiện của Mai Phương trên sàn diễn thời trang đã nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả. Nhằm tri ân đàn em, nhà thiết kế Đức Vinci đã quyết định đấu giá chiếc váy mà giọng ca Tiếng Dương Cầm trong đêm đã mặc trình diễn và quyên góp toàn bộ số tiền thu được vào quỹ của diễn viên Ốc Thanh Vân, nhằm hỗ trợ bé La Vi, con gái 7 tuổi của diễn viên Mai Phương. Giá khởi điểm mà nhà thiết kế Đức Vinci đưa ra là 5,5 triệu đồng cho chiếc váy. Thời gian đấu giá là 7 ngày, được công khai trên trang cá nhân của nhà thiết kế. Đức Vinci cho biết, cho đến thời điểm hiện tại đã có người trả 150 triệu đồng. Có thể nói rằng với con số này ngày một tăng lên thì tương lai của bé La Vi cũng đỡ được phần nào. Facebook của Ốc Thanh Vân đã chia sẻ, từ năm ngoái, con gái của Mai Phương đã nhận được học bổng 100% cho đến lớp 12 tại trường quốc tế. Diễn viên Quốc Thuận chính là người đã chạy đôn chạy đáo để xin suất học bổng cho bé La Vi. Hiện tại,
là vì đang học lớp 1 tại trường quốc tế iSchool Nam Sài Gòn. Chỉ riêng chi phí ghi danh vào trường đã là 3 triệu. Học phí mỗi năm tùy từng cấp học sẽ rơi vào khoảng 73 triệu cho đến 130 triệu đồng trên một năm. Như vậy, tương lai của La Vi có vẻ như là đã được ổn định một phần. Hãy cùng chung tay để bảo vệ La Vi. Với số tiền được tài trợ trong vòng 18 năm học, với giá là từ 73 đến 130 triệu đồng trên một năm, cùng với số tiền của chiếc váy đấu giá lên tới 150 triệu đồng của hiện tại, có thể nói là bé La Vi đã được hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho tương lai. Tính cho đến thời điểm hiện tại,